Mặc dù không có sự xuất hiện của các Titan trong tập 72 phần 1 của Skibidi Toilet Thế nhưng mình có thể khẳng định đây là một tập phim vô cùng hấp dẫn Bởi chúng ta đã biết thêm được rất nhiều thông tin Và ngoài ra là được gặp lại những nhân vật đã xuất hiện rất lâu về trước Trên hết, sự kiện quan trọng nhất và được các fan của bộ phim này bàn tán nhiều nhất Đó chính là trận hỗn chiến sắp sửa diễn ra giữa hai toilet mạnh nhất hiện tại g và Astro Toilet Vậy lý do gì mà Astro Toilet lại làm như vậy? Tại sao nó lại gọi g là vị chỉ huy phản bội Trong khi chính nó là người đã phản bội lại Skibidi Toilet trước đó phải chăng chimen đã từng là một Astro Toilet và hắn đã phản bội là những người đồng đội của mình đã quay về đây Và đặc biệt câu hỏi lớn nhất được đưa ra đó chính là ai sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc đối đầu này Nếu bọn chúng chạm trán với nhau, chào mừng các bạn đến với Ben Chị Điện Tử Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau phân tích giả thuyết nguồn gốc thực sự của Chimen và ai sẽ là kẻ chiến thắng Nếu như Astro Toilet đánh nhau với chỉ huy cuối cùng của phe Skibidi Toilet nhé Trước khi bắt đầu vào phân tích giả thuyết thì mình muốn đề cập tới một chi tiết vô cùng quan trọng đã xuất hiện trong tập 72 phần 1 mà mình vừa mới phát hiện ra khi xem lại. Ngay tại khoảnh khắc mà Mert Scientist Cameraman đi đến vị trí của con lát Milton Toilet cầm cây lưỡi liềm lên và chuẩn bị kết liễu nó. Nếu như chúng ta dừng lại ở khung hình này và phóng to nó lên thì các bạn sẽ có thể thấy một ai đó đang quan sát chúng từ phía sau. Nhưng người này thực sự là ai? Với những màn quan sát từ xa thì các bạn sẽ cảm thấy quen thuộc và đoán rằng đó chắc chắn không ai khác là đặc vụ bí ẩn nhưng thực sự thì không phải vậy bởi nếu như đó là đặc vụ bí ẩn thì anh ấy sẽ có một dấu hiệu đặc trưng hiện ra chẳng hạn như màu xanh lá cây vậy nên trong trường hợp này thì mình khá chắc chắn rằng một người có liên hệ với anh ấy cụ thể là những green cameraman đã được anh chàng này thu phục về trước đó tất cả chúng ta đều biết rằng tập phim này diễn ra chính xác chỉ sau vài giây khi tập 70 phần 3 kết thúc đây là nơi mà green cameraman đã rời khỏi căn cứ rất có thể họ đã đến để theo dõi những gì xảy ra ở bên ngoài và chúng ta cũng được biết rằng họ có những khả năng vô cùng bá đạo như là tàng hình và dịch chuyển chuyển tức thời Vậy nên rất có thể cameraman này đã dịch chuyển và bỏ đi ngay lập tức trước khi gã G-Man khổng lồ xuất hiện Mình không rõ lắm là đặc vụ bí ẩn muốn quan sát khung cảnh này để làm gì Có thể anh ấy đang nhắm tới Santis cameraman hoặc muốn xem thử là lực lượng chiến đấu của phe Skibidi Toilet mới đang bá đạo như thế nào Nhưng bây giờ đây, thứ mà chúng ta cần phải để ý tới không phải là đặc vụ bí ẩn mà thêm vào đó là các green cameraman của anh ấy Ngoài ra thì chúng ta đã đề cập rất nhiều tới việc sẽ có thêm nhiều nhân vật mới và cũ sẽ xuất hiện trong bộ phim này ở tập tiếp theo theo trong tương lai và như các bạn đã thấy thì đã có tới hai nhân vật ở bên phía phe liên minh đã được đà phu cho quay trở lại với những công nghệ được nâng cấp tiên tiến hơn đó chính là strider cameraman và mus scientist cameraman đây thực sự là một cú sốc lớn đối với fan của hai anh chàng này và mình cũng khá là phấn khích khi được nhìn thấy họ quay trở lại Tuy nhiên nếu nói về nhân vật cũ được đưa trở lại thì chúng ta không thể nào không nhắc tới Sim Cameraman, người đã bị đạp phu bỏ rơi khá là lâu trong một khoảng thời gian. Và theo như cuộc phỏng vấn giữa Elite Cameraman và anh chàng này thì chúng ta đều biết rằng Sim Cameraman cũng đang nằm trong kế hoạch của anh ấy và đây là một kế hoạch vô cùng thú vị mà đạp phu sắp sửa đưa vào. Nếu thực sự là như vậy thì mình khá chắc đây là một trong những sự kiện hoành tráng nhất trong các tập sắp tới. Hãy tưởng tượng xem sẽ như thế nào nếu như anh chàng này là nguyên nhân cho các cuộc chiến giữa phe Skibidi Toilet và lực lượng liên minh xem. Nhiều người đặt ra rất nhiều giả thuyết về việc anh chàng này sẽ quay trở lại phản bội những người từng là đồng đội của mình và trở thành một phe độc lập rồi mà phải không? Dù có là quyết định gì đi chăng nữa thì mình nghĩ là anh chàng này cũng nhận được sự thông cảm từ người xem trên toàn thế giới mà thôi. Vì so với những thứ đã đến với anh ấy thì Sim Cameraman hoàn toàn có thể quay mặt với phe liên minh mà phải không? Tiếp theo chúng ta hãy nói về g -Man. Kể từ khi gã Santis Toilet bị rơi vào tầm ngắm của phe liên minh cho tới giờ thì chúng ta đã biết rất ít về gã này Như các bạn đã biết thì ở cuối tập phim vừa rồi Astro Toilet đã bay tới vị trí của g và buộc ông ta là một kẻ phản bội và lão già này không thể trốn thoát khỏi công lý Điều này có nghĩa là gì? Sau khi câu nói này được thốt ra từ miệng của Astro Toilet thì đã có rất nhiều những giả thuyết được đặt ra và người ta nhìn nhận lại giữa hành động bây giờ và hành động trước kia của gã là rất khác nhau nếu còn nhớ thì trước kia, tên này là một tên chú tể hèn nhát và hắn thực sự chỉ chiến đấu khi cảm thấy rằng chiến thắng nằm chắc trong tầm tay còn nếu như phe địch quá mạnh thì hắn sẽ tìm cách sủi đi trước và để lại những người đồng đội của mình ở đó. Thế nhưng trong tập 72 phần 1 này thì đột nhiên gã ta lại hóa thành một nhân vật vô cùng ngầu lòi và thậm chí là các bạn có thể thấy khi Astro Toilet tới nói chuyện với gã ta thì gã còn không thèm nói mà lại kích hoạt khẩu súng của mình lên để tuyên chiến với nó nữa. Mình cảm thấy rằng sự thật về g càng ngày càng được hé lộ. Các bạn có nhớ rằng những video trước kia mình đã từng nói Astro Toilet là một chủng loài đến từ một hành tinh khác không thuộc trái đất hay không? Có rất nhiều người trên thế giới cũng đưa ra giả thuyết này giống như mình và nếu như giả thuyết này là sự thật thì nó sẽ dẫn tới giả thuyết tiếp theo đó là việc jimen rất có thể đã từng là một thành viên trong tộc của đám astro toilet và vì một lý do nào đó ma gã đã từ bỏ chủng tộc của mình sau đó đáp xuống trái đất gia nhập vào phe của đám Skibidi Toilet và rồi trở thành chỉ huy cấp cao ở nơi đây Chúng ta đã từng thấy Astro Toilet có những tranh cãi với g trong tập 60 thậm chí là chúng đã rất tức giận với tên này và đấm túi bụi gã ta mặc dù không biết là chúng đã nói với nhau những gì nhưng khi nghĩ đến hai giả thuyết mà mình vừa nói ở trên và những gì đã xảy ra ở cuối tập 72 phần 1 thì khả năng cao là chúng đã trách móc g là vì sao đã phản bội chúng nó chính vì phản bội lại chúng tộc của mình nên chùm cuối của phe Astro Toilet đã cử một nhóm lính đi theo và trà trộn vào đội quân của g đang chỉ huy và đó chính xác là con Claw Astro Toilet này và điều này càng chứng tỏ thêm là đúng bởi vì như mình vừa nói thì ở trong tập 60 bọn này đã cố giết g thế nhưng bọn chúng không biết rằng đây là một bản sao do hắn tạo ra và Scientist Toilet cũng đang có mặt ở đó nữa có lẽ g đã biết trước rằng rồi kiểu gì cái ngày mà đám Astro Toilet phát hiện ra mình ở đâu cũng sẽ đến vậy nên đã bảo vệ tính mạng thì đó là lý do mà g đã tạo ra vô số các bản sao của mình để chúng có thể thực hiện nhiệm vụ thay bản thân, còn hắn thì ngồi ở căn cứ quan sát, nhất cử nhất động của mọi thứ xung quanh và đồng thời là nâng cấp sức mạnh cho cơ thể. Về phía của Astro Toilet thì chúng ta nhận ra rằng nếu cứ đơn giản là phi đến và giết gã Jimen ngay giữa thanh thiên bạch nhật này thì sẽ không bao giờ thành công bởi vì bên cạnh hắn có rất nhiều vệ tinh vây quanh vậy nên chúng đã nhờ đến một con astro toilet vô cùng mạnh để kết liễu hắn đó chính là lý do vì sao mà con claw toilet này đã luôn theo dõi Jimen và tìm cơ hội để đối đầu với hắn ta ngoài ra thì câu nói người sẽ không thoát được khỏi công lý đầu chỉ huy của con astro toilet này cũng đề cập tới giả thuyết mà mình vừa nói cho các bạn tóm gọn lại và để dễ hiểu hơn thì các bạn cứ nghĩ như thế này Jimen đã từng là một vị chỉ huy của Astro Toilet, sau đó gã ta phản bội lại chúng và tạo ra các bản sao bởi vì gã ta biết rằng đám này sẽ tìm tới gã. Jimen cũng biết rằng Scientist Toilet có thể chết bất cứ lúc nào bởi vì lão già đó đã rơi vào tầm ngắm của phe liên minh từ rất lâu rồi. Họ cho rằng chính nhờ những phát minh của lão ta, vậy nên phe Skibidi Toilet mới có thể trụ vững tới bây giờ. Nên Jimen đã để cho một bình Scientist Toilet tự lo liệu và không can dự đến, đồng thời gã đã tự lên kế hoạch để trốn thoát khỏi căn cứ này. Ngay khi đối mặt trực tiếp với Astro Toilet thì gã cũng không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc hay sợ hãi nào. Jimen tự tin khởi động những tia laser của mình lên vì hắn ta biết rằng hắn cũng có cơ hội để đánh bại Astro Toilet nói đến vấn đề này thì nhiều người cũng đặt ra câu hỏi rằng ai sẽ mạnh hơn trong cuộc đối đầu này chimen hay astro toilet chúng ta thực sự đã có một số gợi ý đến từ đà phu khi mà nói đến chủ đề này bởi một youtuber trong một bài phỏng vấn đã hỏi đà phu về sức mạnh của chimen là như thế nào sau khi được nâng cấp thì anh ấy đã trả lời rằng đây vẫn chưa phải là tất cả những gì mà gã ta có đâu nghĩ lại thì cũng đúng bởi vì chúng ta vẫn chưa được thấy bất cứ thứ gì ngoài những tia laser chết chóc hủy diệt của gã ta cả thậm chí là trong tập mới nhất vừa rồi thì chúng ta chỉ mới thấy gã này sử dụng tấm khiên trắng mà có lẽ là gã đã ăn cắp công nghệ từ titan cameraman trong tập 57 ngoài ra thì vẫn có khả năng cao là tên này vẫn còn rất nhiều những món đồ chơi khác mà hắn đang muốn giấu bài để chuẩn bị cho trận chiến về sau nữa chưa hết ngay sau khi astro toilet đến và thách đấu với g thì thay vì trả lời lại gã đã im lặng và kích hoạt một thứ gì đó bởi vì toàn bộ cơ thể của hắn ta đang phát sáng lên đây chắc chắn là luồng laser của gã được kích hoạt 100% tối đa sức mạnh trước khi so sánh sức mạnh của hai gã này thì chúng ta hãy nói về gợi ý tiếp theo mà Dafu đã đưa cho người xem về Astro Toilet ở vài ngày trước đó nếu còn nhớ thì trong video phỏng vấn với Elite Cameraman và Dafu thì khi được hỏi về sức mạnh của Astro Toilet bá tới mức nào khi mà chúng có thể cầm chân được toàn bộ các Titan mạnh nhất ở thời điểm hiện tại Thì anh ấy đã nói rằng với những gì mà người xem được thấy Thì đó vẫn chưa là những gì mạnh nhất của Astro Toilet đâu Mình thực sự nghĩ khá sâu về điều này Và ngay ban đầu mình chỉ đơn giản nghĩ rằng À hóa ra thì đám Astro Toilet này vẫn còn mạnh hơn nữa, nhưng khi ngẫm lại về câu trả lời của Phu thì có vẻ như nó không phải vậy, bởi vì các bạn hãy nhìn vào câu trả lời của Phu đi, anh ấy bảo rằng we have yet to see the strongest và cụm từ the strongest ở đây mang hai hàm ý, một có thể là sức mạnh bá đạo nhất của con Astro Toilet này và hai là một con Astro Toilet nào đó nữa được cho là bá đạo nhất của phe này còn chưa xuất hiện. Theo như những gì mà chúng ta được thấy thì đám Astro Toilet rất mạnh nhưng chúng ta vẫn chưa biết Gmail bá tới đâu với những nâng cấp mới của gã và ngay cả những con Mutant Toilet dạng mới này cũng cực kỳ bá nữa khiến cho lực lượng của hắn gần như là cần kèo hết với mọi thứ Nếu như trong khoảng 10 tập trước đó thì Astro Toilet sẽ là kẻ có thể solo hết với mọi người nhưng đến bây giờ thì mình nghĩ là không còn như vậy nữa đâu bởi vì ai ai cũng đã dần mạnh hơn theo thời gian rồi thậm chí là ngay cả những đội quân cấp thấp như những con Skibidi Toilet thông thường cũng đã được thay thế hoàn toàn bằng những con Mutant Toilet vậy nên điều này khiến mình tin rằng rất có thể đã phu đã tạo ra những hiện tượng như Astro Toilet có thể cao tơ được các Titan để khiến cho người xem tin rằng chúng vô cùng mạnh mẽ trong khoảng thời gian đó. Chứ thực sự nếu so với G-Man hiện tại thì chúng cũng không mạnh hơn được bao nhiêu. Bởi vì hãy nhớ rằng đã có một khoảng thời gian rất lâu rồi các Titan của chúng ta không quay trở về căn cứ và thứ nâng cấp mà họ nhận được chỉ là những nâng cấp tạm thời và được các tiến sĩ gửi đến đây mà thôi. Vậy nên, mình sẽ thiền về khả năng Gmail sẽ thắng trận chiến này với những sức mạnh của hắn ta Nhưng cũng có khả năng là không có người nào thắng trong cuộc đụng độ này Bởi vì Phu đã đề cập tới việc tập 72 sẽ không có sự can thiệp của các Titan Thế nhưng sẽ ra sao nếu tập 73 họ xuất hiện Và thế là tâm quốc diễn nghĩa xảy ra tại đây đúng không? Đó là ý kiến cá nhân của mình về điều này Các bạn thấy video này như thế nào? Để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nhé Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại